Chào khán giả đang xem kênh Mekong Today. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi mời khán giả đến tham quan một trung tâm thẩm mỹ làm đẹp tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trung tâm này do hai bác sĩ là bác sĩ Cường và bác sĩ Châu phụ trách. Cả hai đều có chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp. Mời quý khán giả cùng vào bên trong để tìm hiểu xem cơ sở vật chất ở trung tâm này như thế nào nha. Hey, xin chào mọi người. Mời tất cả mọi người đến thăm trung tâm thẩm mỹ điều trị và chăm sóc da Adameva Beauty Cần Thơ. Ở đây thì do hai bác sĩ phụ trách, là mình là bác sĩ Nguyễn Thị Bích Châu chuyên khoa da liễu và bác sĩ Nguyễn Minh Cường là chuyên khoa ngoại tổng quát. Thì Adameva đã hình thành được khoảng 4 năm nay rồi. Ở đây thì mình nói về dịch vụ, những dịch vụ chính nha. Những dịch vụ chính thì về thế mạnh của Adameva là chính, đó là điều trị mụn và sẹo mụn, sẹo sau mụn, đó là dịch vụ chính. Ngoài ra thì còn có những chăm sóc da chuyên sâu nè, rồi nám nè, rồi những cái tiểu phẫu, rồi tàn nhang, một lùi một cóc vân vân. Riêng bác sĩ Cường thì có thế mạnh đó là làm về căng chỉ sinh học. Bây giờ mình sẽ giới thiệu phòng chuyên cho điều trị mụn và chăm sóc da nha. Đây là không gian phòng chuyên cho điều trị mụn và chăm sóc da. Thì cũng xin chia sẻ luôn, giới thiệu luôn là những cái phòng này là do chính hai bác sĩ tự tay lên ý tưởng và thiết kế luôn. Rồi mình sẽ giới thiệu một chút ngắn gọn hết về những cái thiết bị ở đây để dành cho những cái khách hàng bị mụn và chăm sóc da. Đầu tiên là đây là một cái ghế di động để có thể làm khách nghỉ ngơi đây, hoặc là mình có thể là tiêm filler botox. Thì đây là cái giường có thể là tăng đưa lên xuống, ngửa ra ngửa sau thì rất là tiện. Cái giường này rất là tiện, và những khách hàng có thể là ví dụ như là có người nhà nằm đây thì có thể ngồi đây nghỉ. Đó là cái tiện lợi của cái giường này. Rồi kế đến là những cái đèn led này thì chắc là mọi, nếu mà làm trong nghề sẽ thấy nó rất là phổ biến. Cái đèn led này rất là thông dụng khi mà để làm chăm sóc da. Rồi đây là máy điều chỉ chăm sóc da, thì rất là có nhiều chức năng. Đây là 6 chức năng, thì những cái máy này sẽ làm cho da là căng trẻ hóa hơn, rồi có thể là dẫn những cái dưỡng chất vào cho da, hút mụn cho da, vân vân. Và cái máy này là hiện tại thì dùng rất là nhiều cho khách hàng. Rồi kế đến là mình giới thiệu là máy điều trong điều trị mụn, đó là máy đèn led đây. Đèn led thì có dạng đèn như thế này hoặc là dạng như thế này, thì ánh sáng sinh học hay còn gọi là ánh sáng sinh học thì rất là tốt cho những cái da mà bị mụn, hay là những cái da bị tổn thương, hay là da nám, thì cái đèn này rất là đa dụng. Và trong những cái spa nào là mình cũng thấy rất là quen thuộc những cái máy này. Máy xông hơi cũng là một máy rất là quen thuộc ở tất cả những cái phòng khám hay là những cái spa đều có những cái máy xông hơi để làm tác dụng là thông lỗ chân lông của khách hàng ha, không bị bít tắc. Rồi đây là máy điện di nóng lạnh của Hàn Quốc. Máy này là máy Skin Cool, thì cái máy này là cũng rất là thông dụng là để cho mà đi dưỡng chất cho khách hàng và làm cho là dịu da sau những cái một cái liệu trình nào đó, thì làm cho dịu da. Rồi mình nói sơ về mỹ phẩm chút xíu, thì tất cả những cái mỹ phẩm ở đây là dược, nó chính xác là dược mỹ phẩm. Thì dược mỹ phẩm ở đây thì mình đều dùng là của những cái công ty hay là các hãng rất là nổi tiếng khác của Pháp, của Hàn Quốc, những cái dược phẩm này cũng rất là quen thuộc. Đặc biệt là cái ưu tiên của chỗ của mình là mình dùng những cái dược mỹ phẩm mà trong trên da đó. Ví dụ như bộ này là bộ làm trắng sáng da nè, bộ này là bộ trị mụn, là đều của nước ngoài hết. Bộ này là đều của nước ngoài, bộ này là mình đang dùng của Israel, là một cái hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Israel này, được rất là nhiều bác sĩ da liễu tin dùng. Đó là sơ bộ. Còn một số máy nữa thì mình có thể là mình chưa có giới thiệu ở đây, nhưng mà về sơ bộ là như vậy. Mình sẽ đi lên một chút trên lầu. Đây, mình đi lên trên lầu ha. Phòng này là phòng chuyên về cho những cái
liệu trình đó em. Cái phòng này phòng thủ thuật ha. Xin mời các bạn vào. Thì đây là phòng chuyên về thủ thuật và đặc biệt là về những căn chỉ hay tiểu phẫu. Thì bác sĩ Cường sẽ làm những cái dịch vụ này. Thì ở phòng ốc đây là được trang bị là tại vì bác sĩ Cường là chuyên khoa 2 ngoại tổng quát. Đó, thành ra là bác sĩ sẽ set up theo tiêu chuẩn của một phòng ngoại có đầy đủ trang thiết bị vô trùng, những cái nồi hấp vô trùng hay là những cái máy khử khuẩn vân vân, và đặc biệt là những cái đèn tia cực tím như thế này thì cứ cách một ngày là phải khử khuẩn cực tím một lần thì để đảm bảo vô trùng. Mình là khai trương chính thức là ngày 4 tháng 9 năm 2016. Thì cơ sở cũ của mình là ở 49 Ung Văn Khiêm, phường Khai Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Còn một năm nay thì mình đã dời về đây, địa chỉ là 42/6 Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khi mà mọi người đến đây thì có hai dạng khách. Tức là một dạng khách là họ yêu cầu ngay cái dịch vụ đó luôn. Ngay dịch vụ đó luôn là ví dụ như là bác sĩ ơi em muốn căn chỉ, bác sĩ ơi em muốn điều trị mụn, bác sĩ ơi em muốn điều trị nám, là rất là rõ ràng. Còn một dạng khách nữa là vậy nè, chị ơi da của em vậy chị làm gì, chị làm gì để cho da em đẹp hơn. Thì lúc đó thì mình sẽ tư vấn đầy đủ là với cái da đó, với cái tình trạng đó, với độ tuổi đó thì nên làm dịch vụ gì. Và khi mình tư vấn mình cũng dựa vào là cái chủ như cơ địa của người ta, tuổi tác của người ta, rồi cái hoàn cảnh, đặc biệt là cái hoàn cảnh kinh tế của người ta nữa. Ví dụ như đang cho con bú nè, hoặc là đang đi ra ngoài trời nắng nhiều nè, hoặc là kinh tế là bạn đó là chỉ là công nhân vân vân, thì mình sẽ dựa vào rất là nhiều yếu tố để làm sao mà tư vấn để người ta có thể là xài những cái sử dụng một cách hợp, dịch vụ một cách hợp lý nhất. Tại vì đang mùa dịch mà, thành ra giá mình nó sẽ có giảm. Giảm mà nói chung có giả sử như những sinh viên hay những hoàn cảnh khó khăn là mình giảm rất là nhiều luôn. Còn đặc biệt riêng một cái chương trình thật sự ưu đãi, bởi vì chương trình này là do bác sĩ Cường và phối hợp với các công ty chỉ, họ đưa ra một cái giá rất là hấp dẫn, thành ra là mình tính giá cho khách hàng mà chỉ 10 khách thôi, rất là ưu đãi, cái bảng giá rất là ưu đãi. Số của mình, số điện thoại của mình là 0909 977 271. Còn điện thoại của bác sĩ Minh Cường đó là 0913 824 300.